Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Cứ đến ngày mùng 1 đến mùng 5 tháng 3 âm lịch hàng năm, du khách thập phương và người dân làng Đôi, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định từ khắp nơi lại tụ hội về Phúc Lâm Tự để cùng nhau tham dự lễ thỉnh kinh rước nước, một lễ hội truyền thống mà không nhiều nơi còn giữ được. Lâm Tự hay thường được gọi là Chùa Đồi, tọa lạc tại phía đông bắc xóm 1, tức làng Đồi, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Tương truyền, chùa đã được xây dựng cách đây khoảng gần 1.000 năm. Chùa Đồi gắn liền với sự tích 99 giếng đá cổ và truyền thuyết hai bà vợ đô đốc thủy quân Lê Hồng Quốc cùng đại thần Triều Lê thắng Nghiêm Quan xây dựng, trùng tu và khai sáng ngôi chùa. Đặc biệt, sử sách và người dân trong vùng cho biết, tại nơi đây và lần Giáng sinh thứ nhất, chùa Mẫu Liễu Hạnh đã an cư, phụng Phật lúc cuối đời. Xa xưa, Phúc Lâm Tự là ngôi chùa lớn nhất vùng, rộng 36 gian, được làm hoàn toàn từ gỗ lim. Trải qua thăng trầm lịch sử, chùa cổ gần như đã mất hẳn dấu tích, tượng Phật và phần lớn tháp mộ các sư. Mãi đến năm 2008, được sự ủng hộ của nhân dân, chùa Đồi đã được khởi công xây dựng lại trên một phần của nền đất cũ và được bảo tồn cho tới ngày nay. Hàng năm, cứ vào mùng 1 đến mùng 5 tháng 3 âm lịch, cư dân làng Đồi bắt đầu khai hội với nhiều nghi lễ, đặc biệt là lễ rước Mẫu Liễu Hạnh lên chùa Đồi thỉnh kinh, cầu quốc thái dân an, thái bình thịnh trị. Sau đó là lễ rước nước từ sông đáy, cầu mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa. Bên cạnh nghi lễ chính, hội còn thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương với nhiều trò chơi dân gian như bắt lợn, kéo co, trọi gà, hát văn. Chùa Phủ Đồi chúng tôi thì cũng có là từ rất lâu rồi, đặc biệt nhất là chùa Đồi. Có những cái tương truyền là có cách đây khoảng 2.000 năm. Qua cái lễ hội này thì như thế là ban tổ chức cũng như là tỉnh Phú Liễu muốn gửi gắm lại cho thế hệ con cháu. Giữ lấy cái đức của con người và đồng thời là như thế là phát triển cái kinh tế, sản xuất kinh tế để nâng cao cái đời sống, đặc biệt nhất là gìn giữ bảo vệ cái non sông đất nước. Lễ thỉnh kinh rước nước nghĩa là ngày xưa chùa Đồi là thờ tứ pháp, tứ văn nương là pháp vân, pháp vũ, pháp hơi, pháp điện. Vì đó cho nên là cứ có cái lễ rước nước và nước cầu mưa, và cái tâm nguyện của nhà chùa là sau này cũng muốn là khôi phục lại thờ tứ pháp, pháp vân, pháp vũ, pháp lôi, pháp điện để ngày lễ hội thỉnh kinh rước nước lại một ngày một được tốt đẹp hơn. Nói về lễ hội thì có thể nói là gắn liền với cuộc sống của mình, từ ngay từ tuổi nhỏ thì lễ hội đã được diễn ra rồi. Khi sinh ra và lớn lên mình đã được sống trong cái không khí của những ngày lễ hội, với tư cách là một người con của làng, cũng là một người trẻ cũng mong muốn tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn thanh niên trẻ, chúng ta hãy dành thời gian, dành tình cảm để xây dựng quê hương nơi mình đang sinh sống, xây dựng lễ hội, nét đẹp văn hóa của mình ngày được phát huy và được bảo tồn, gìn giữ những nét đẹp đấy còn mãi với thời gian.
Người dân nơi đây cho biết Phúc Lâm Tự cầu con rất linh nghiệm, với ý nghĩa lịch sử gắn liền với một trong tứ bất tử của dân tộc cùng nhiều di tích hàng nghìn năm tuổi. Chùa Đồi rất cần sự nhất tâm chung tay của chính quyền, nhân dân địa phương và du khách thập phương để gìn giữ, phát huy nét văn hóa truyền thống, phục dựng lại đền thờ tứ pháp gắn liền với lễ rước nước như vốn có. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.